Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FPT Việt Nam kỳ này. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã vượt qua Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam. 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu gần 140 triệu đô la rau quả, trái cây từ Thái Lan, trong khi nhập khẩu trái cây rau quả Việt Nam từ Trung Quốc từ đầu năm nay vào khoảng 118 triệu đô la. Theo một thống kê vào tháng 8 vừa qua của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rau và trái cây Thái Lan hiện đang chiếm hơn 34% thị phần trong nước so với 23% từ Trung Quốc. Măng cụt, sầu riêng, nhãn, xoài là một trong những loại trái cây nhập khẩu phổ biến nhất từ Thái Lan. Theo các chuyên gia xuất khẩu Thái Lan, thị trường hoa quả tại Việt Nam có tiềm năng mở rộng thêm tới 20% do tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Đây là cơ hội cho rau quả trái cây Thái, dù giá của các mặt hàng rau quả từ Thái Lan luôn cao hơn trong nước. Đồng Tháp nổi tiếng với làng hoa Sa Đéc. Trong tương lai, làng hoa này không chỉ trồng và cung cấp hoa kiểng cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, mà có thể sản xuất nước hoa từ nguồn nguyên liệu của chính làng hoa nơi đây. Theo tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tỉnh vừa tiếp một đoàn tư vấn của Pháp đến khảo sát, trình bày đề cương sơ bộ về quy hoạch liên kết sản xuất hoa tại làng hoa Sa Đéc nhằm nâng cao giá trị, giúp tăng thu nhập cho người dân nơi đây. Phía Pháp dự kiến sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất giống hoa và có thể sản xuất nước hoa từ sản phẩm hoa của địa phương. Tuy nhiên, tỉnh cho biết vẫn chưa quyết định thông qua chính thức về chương trình trên nên chưa thể cung cấp được một số thông tin cụ thể về đối tác dự kiến kinh tế mang lại. Hiện Đồng Tháp có trên 400 hectare đất trồng hoa kiểng với hơn 1.500 hộ kinh doanh trồng khoảng 2.500 loại hoa kiểng. Hàng năm, làng hoa Sa Đéc của tỉnh cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh hàng chục triệu giỏ hoa kiểng các loại, đặc biệt là vào dịp Tết. Thưa quý vị, là đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng lớn thứ hai từ đầu năm đến nay và cũng là đợt IPO làm hao tốn nhiều giấy mực của báo giới từ mấy năm qua. Thế nhưng phiên IPO Vietnam Airlines mới đây không có sự tham gia của bất cứ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào. Ngay sau đây sẽ là trao đổi giữa chúng tôi với một chuyên gia chứng khoán để hiểu rõ hơn về thực tế đáng ngạc nhiên này. Vâng, thưa ông, nói về tính hấp dẫn của các đợt IPO lớn của các doanh nghiệp nhà nước từ đầu năm đến nay thì chúng ta có thể thấy một sự khác biệt đáng chú ý về mức độ quan tâm của giới đầu tư tổ chức nước ngoài đối với các cuộc IPO này. Nếu như tại cuộc IPO của Vinatex, tiếng là không bán hết 100% lượng cổ phần muốn bán, nhưng 50% số bán được lại rơi vào tay nhà đầu tư nước ngoài. Còn tại Vietnam Airlines thì đợt IPO này không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào tham gia. Theo ông, đâu là sự khác biệt giữa các cái đợt IPO này dẫn đến mối quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nó cũng khác nhau như vậy? Như tôi hồi nãy vừa nói thì các nhà đầu tư nước ngoài họ quan tâm nhiều đến yếu tố thương mại. Có nghĩa là các cái doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vinatex thì đa phần là các cái công ty may mặc lớn, thì cái khả năng mà họ có được những cái lợi nhuận là khá tốt trong tương lai. Còn Vietnam Airlines thì họ là những cái doanh nghiệp mang tính bảo trợ của nhà nước. Họ sẽ có những cái nhiệm vụ ngoài cái việc kinh doanh thì họ còn có nhiệm vụ về chính trị, về xã hội, dẫn đến cái việc khả năng có được lợi nhuận trong tương lai có thể là nó sẽ không có hấp dẫn như kỳ vọng. Dựa vào những gì mà ông vừa mới nói ở đây thì chúng tôi cũng hiểu là các cái đợt IPO của Vinatex nó có sự hấp dẫn nhất định với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên đằng sau chuyện đó có phải là vấn đề về giá không? Khi một số chuyên gia nói rằng là cổ phiếu của Vietnam Airlines ngay từ cái giá khởi điểm IPO nó đã quá đắt rồi. Về giá thì chúng ta cũng xem xét đến yếu tố PE. Thì theo thông tin tôi có được thì có thể PE của Vietnam Airlines khoảng 12 lần. Trong khi một số các doanh nghiệp ngành hàng không trong nước thì nó khoảng từ 6 đến 8 lần. Rõ ràng cái PE của Vietnam Airlines nó có hơi cao hơn so với những doanh nghiệp kia. Ngoài ra thì như tôi có nói là các nhà đầu tư nước ngoài họ không những họ nhìn vào cái PE hiện tại mà họ còn nhìn vào cái PE forward trong tương lai. Thì họ thấy rằng cái nhiệm vụ của Vietnam Airlines không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà đôi khi nó còn mang cái ý nghĩa nhiều về mặt xã hội. Cho nên là họ có một chút đắn đo về vấn đề liệu cái tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh sau này nó có được tăng cao hay không. Đặc biệt trong cái bối cảnh là giá nhiên liệu của thế giới nó thay đổi liên tục. Và cái chính sách giá đôi khi nó phải của một quốc gia thì đôi khi chính sách giá nó phải được bình ổn. Nó mang cái tính hỗ trợ là nhiều, chứ nó không thể nào theo cái tính quy luật của thị trường. Các nhà đầu tư họ sẽ cân nhắc, thay vì họ đầu tư vào đây thì họ sẽ dùng cái tiền đó họ đầu tư vào một cái ngành khác. Như chúng ta đều thấy thì cái đợt IPO của Vinatex thì có rất là nhiều công ty chứng khoán tham gia. Đây sẽ là những người giữ lửa cho thị trường, những nhà tạo lập thị trường khi cổ phiếu lên sàn. Tuy chúng ta chưa biết khi nào thì cổ phiếu Vietnam Airlines sẽ lên sàn, nhưng những phân tích của ông và những gì mà chúng tôi theo dõi được trong cái đợt IPO Vietnam Airlines này thì hầu như không thấy bóng của một công ty chứng khoán nào tham gia.
Đây có phải là một cái nhìn tương đối thiếu lạc quan về cái viễn cảnh của cổ phiếu Vietnam Airlines khi lên sàn? Với cái góc nhìn của tôi thì tôi cũng không có bi quan quá như vậy. Vì chúng ta phải hiểu tất cả các cái doanh nghiệp khi cổ phần hóa nó đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu. Điểm yếu ví dụ như đối với Vietnam Airlines thì chúng ta sẽ thấy cái điểm yếu của nó là Vietnam Airlines dù gì cũng là một cái doanh nghiệp lớn của Việt Nam, của chính phủ Việt Nam. Do vậy khi cổ phần hóa thì cái việc điều phối và cái việc nắm quyền kiểm soát hay là vẫn còn nhận sự chỉ đạo từ cấp chính phủ trở xuống. Cái điểm mạnh đó là Vietnam Airlines có thể sẽ tái cấu trúc, có thể sẽ nhận được những cái mức quản trị mới, những cái đầu tư mới và đôi khi đó là những cái công nghệ mà có thể thay đổi cả một cái quá trình trong thời gian vừa qua. Thực ra nó cũng tùy vào cái góc nhìn của cái nhà đầu tư. Rất cảm ơn ông về những phân tích vừa rồi. Trả lời cho quan ngại liệu Việt Nam có bất lực nhường thị trường vận tải hàng hóa, hàng không cho các hãng bay nước ngoài, mới đây hãng hàng không Vietjet Air vừa chính thức cho ra mắt một công ty chuyên về khai thác thương mại hàng hóa, Vietjet Air Cargo, với tham vọng của công ty này là trở thành mô hình kinh doanh khai thác hàng hóa đầu tiên tại Đông Nam Á. Công ty Vietjet Air Cargo ra đời với tư cách là công ty con của hãng hàng không Vietjet Air. Trong giai đoạn đầu, Vietjet Air Cargo sẽ khai thác thương mại hàng hóa trên các chuyến bay hành khách của Vietjet Air. Nhưng tham vọng của doanh nghiệp này là xây dựng một đội máy bay vận chuyển hàng hóa và cung cấp các dịch vụ thuê chuyến vận tải hàng hóa cho thị trường trong nước và quốc tế. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, trong năm 2013, khối lượng hàng hóa vận tải qua đường hàng không tại Việt Nam mới đạt khoảng 630.000 tấn, rất thấp so với con số hơn 300 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi năm. Tuy nhiên, hàng hóa chuyển qua đường hàng không chiếm đến 25% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Ước tính, tổng quy mô thị trường vận chuyển hàng hóa hàng không của Việt Nam sẽ vượt qua con số 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. Tuy nhiên, phần giá trị này chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là 13 hãng bay vận tải hàng hóa đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tính đến thời điểm này, Vietjet Air Cargo là công ty Việt Nam đầu tiên đặt chân vào thị trường này. Vào sáng nay, tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile đã chính thức bắt đầu chương trình khám, điều trị và phẫu thuật cho khoảng 5.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh khe hở môi và vòm miệng. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày, từ nay đến hết ngày 21 tháng 11. Chương trình khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tổ chức Operation Smile có mặt tại Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là khám và phẫu thuật cho khoảng 5.000 trẻ em trên cả nước. Chương trình phẫu thuật sẽ được tiến hành tại 6 tỉnh là Hà Nội, Nghệ An, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu và An Giang. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình sẽ diễn ra tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài trong vòng từ 45 đến 60 phút với chi phí trung bình là khoảng 5 triệu đồng một ca. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp cùng hơn 1.000 tình nguyện viên đến từ 25 quốc gia trên thế giới. Riêng chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của công ty đầu tư Nhân Trạch, công ty Talisman, CSC, Counselor Club, Visa International. Theo Operation Smile, mỗi năm Việt Nam có hơn 3.000 trẻ em mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Từ khi đến Việt Nam vào năm 1989, tổ chức này đã khám và phẫu thuật thành công cho hơn 33.000 trẻ em. Trung bình mỗi tháng có hai chương trình phẫu thuật diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dành cho khoảng từ 180 đến 200 trẻ. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Việt Nam. Xin mời quý vị dành ít phút để ghé thăm trang Facebook của FBNC để có thêm những thông tin và video của các chương trình trên FBNC ngay tại địa chỉ facebook.com/kinh tế tài chính tv. Đến đây thì Minh Vi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ngay trong ít phút tại bản tin FBNC Thế giới.